Món gan này ăn rất tốt nhưng mà mọi người phải biết quy trình cơ, quy trình nấu và rửa ấy. Cái gan cái bình thường mà cả nhà mà chỉ có mang miếng gan về ấy, rửa này, rửa xong là cắt miếng để nấu luôn ấy, thì là nó sẽ không tốt, bởi vì cái gan này là cái lọc, nó gọi là lọc cơ thể mà. Đấy, cho nên là khi trước khi làm gan ấy, cả nhà cứ mua lá gan về cắt khía cắt khía cắt khía, hoặc là cắt từng lát nhỏ ra, không trần, mình ngâm vào nước, không được trần, ngâm vào nước. Đấy, xong rửa sạch sẽ như bình thường, bắt đầu mới sắt miếng. Sắt miếng xong là cả nhà cho lên nấu món gì cũng được, luộc cũng lên làm như thế. Xào sốt các kiểu. Cứ làm như thế thì gan sẽ rất là tốt, mà mỗi một tuần ấy, thường là mỗi một tuần ăn hai bữa gan rất là tốt. Gan lợn. Nó rất là nhiều chất sắt. Bồi bổ cho cơ thể chứ không phải là như các cụ người xưa nói, thương con thì cho ăn tiết mà giết con thì cho ăn gan, nhưng không phải như thế. Nào, xin mời. Yo. Nào bu. Nào. Đấy. Yo. Rồi, mai cả nhà ăn bữa trưa cùng xã Sệ nha. Gia đình xã Sệ hôm nay có hai món đặc trưng cho cả nhà. Đấy. Đó là món gan xào cháy tỏi. Cháy tỏi. Và đây là món lòng kép. Lòng kép quá ngon luôn cả nhà. Lòng kép trần. Trời ơi. Tuyệt vời. Xin mời cả nhà nhé. Nhà vợ được chị Hương tài trợ á. Là món lòng ngon đúng không? Ừ. Sao em lại gặp chị? Em chị tận nơi không? Không phải đi chợ luôn. Vậy là hôm nay món gan và món lòng kép cả nhà được chị Hương nhà tài trợ, đó là chị chuyên mổ lợn. Đây, đây là món gan ngon chưa cả nhà ơi? Quá là tuyệt vời luôn nhé. Đây là món lòng kép này cả nhà này. Trời ơi, nó dày, nó sun, còn bà xoăn đẹp chưa? Wow, đây, đây là lúc chưa làm này các bạn này. Quá tuyệt vời luôn. Đó, đây là món lòng kép. Bây giờ xã sẽ thử. Ôi trời ơi, lai dài. Thử chấm một miếng này trước đi cả nhà. Ăn với rau nhà chồng nữa chứ. Rồi, rồi sau này nhà mình thơm nhà bạn nhỉ? Quá là tuyệt vời luôn này cả nhà này. Mình ăn nên mình không nhúng lại bằng nước lạnh để tránh lòng. Quá là ngon luôn này, lòng kép luôn nhé. Mình phải nhúng lại thì nó dày quá, nó dày rất là ngon. Mà ăn lại sợ nó bụng. Nhà mình làm để ăn luôn á, thì mình sẽ không nhúng nước lạnh, bởi vì thường là luộc lòng xong á, nhúng nước lạnh thì nó rất là trắng. Đấy. Nhưng mình thì không, nhà mình để nóng và ăn luôn. Đây cả nhà nhé, sẽ làm một miếng nữa này. Tuyệt vời luôn. Hấp dẫn như rất chi là ngon. Ngon quá. Nói thật là vợ mình toàn làm những món rồi là cho những người biết nhậu thôi, như mình thì không biết nhậu. Wow, đây là miếng gan này cả nhà này. Tiếp tục đây là miếng gan. Đây cả nhà ơi, đây là món gan này. Miếng gan rất là lê tê phê cả nhà. Thế này á, em cho một ít cái bột lăng vào ấy, nó đặc 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 hơn ít nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Đây là miếng gan này. Sẽ cảm nhận thì cái miếng gan nó quyện là nó sẽ không khô, thơm không bị tanh, không buổi chiều nữa vẫn còn ngon tuyệt vời. Gan sẽ thái mỏng hơn một chút, thái dày này cũng ngon này. Dày thì ăn nó bùi nhá.
thơm bà. Thì là miếng nòng này cả nhà này. Cũng gói kém một miếng rau thơm. Đấy, gửi chọn luôn vào trong mồm. Ngày xưa nó sẽ không biết lòng kép với cả lòng thường như thế nào đâu. Trong một thời gian được ông bạn mời đi là lần đầu tiên, hôm nay là lần thứ nhà hai. Nhà Trang biết lòng kép không? Trang bán thịt lợn, Trang biết lòng kép. Được ăn món lòng kép lần thứ hai các bạn. Phải nói quá tuyệt vời. Sao? Yo, nào. Nọ lòng đơn. Ừ, chấm tê tê được rồi đấy. Bu ăn cay được rồi. Càng ngày Bu càng lên đây, và nếu mà còn ông thì Bu sẽ ghen. Biết ghen. Có phải là ăn cay biết ghen không cả nhà? À, cô Trang thưởng hôm thức rượu có màu ngon thế nhỉ? Ngon nhỉ? Ừ. Quá vào luôn. Ăn đâu nó. Cô Trang thử gói ghém một miếng. Trời ơi. Phải nói là tuyệt vời. Ngon lắm mà. Ngon lắm. Cô Trang được ăn lòng kép lần thứ mấy rồi? Em nhiều rồi. Nhiều à? Nhà em là chuyên ăn món lòng rồi, đâm ra là rất là có kinh nghiệm. Đây là lần thứ hai sẽ được ăn món lòng kép. À, vợ thấy thế nào? Ngon không? Quá tuyệt vời đúng không? Bôi Bu ăn món lòng kép đi. Đấy, đấy mình lấy quá tuyệt vời. Bu phải gói, Bu ăn được bên dưới ấy. Đây, thế thì rau thơm. Không, phải cho rau thơm vào. Không ăn với cơm mà chỉ ăn với cả miếng lòng thôi. Đấy. Thử xem là hương vị nó thế nào. Mua này nè, ngon. Ừ. Quá ngon nhỉ. Ừ. Mua thử miếng gan đi. Ăn đi con. Xong rồi ta bảo thương con tròn tiếp. Chết con ăn gan. Ăn gan hơi bị tốt. Gan nó nhiều sắt. Con nào mà khỏe mạnh thì con gan tốt nhất. Ừ. Con nào mà bị bệnh gan nó là nặng nhất. Bòn đấy. Nhớ rồi. Muốn tin nhớ. Rồi thôi mà. Con không chuyện tốt. Đi ngủ nó cũng phải ôm gọi là ghi. Cả nhà ơi, cái món gan này ăn cũng không phải là độc hại gì đâu. Món gan này ăn rất tốt nhưng mà mọi người phải biết quy trình cơ. Quy trình nấu và rửa ấy. Cái gan nếu bình thường mà cả nhà mà chỉ có mang miếng gan về ấy, xong là họ xong là cả nhà rửa này. Rửa xong là cắt miếng để nấu luôn ấy, thì là nó sẽ không tốt. Bởi vì lý do là cái gan này ở bên trong nó cũng rất là độc hại. Nhiều khi là không rửa được bên trong nó sẽ có những con virus ấy, nó xâm nhập vào gan. Bởi vì cái gan này là cái lọc, nó gọi là lọc cơ thể. Đấy, cho nên là khi trước khi làm gan ấy, cả nhà cứ mua lá gan về cắt khía, cắt khía, cắt khía. Hoặc là cắt từng lát nhỏ ra. Mình ngâm vào nước, không được trần. Ngâm vào nước, đấy, xong rửa sạch sẽ như bình thường. Bắt đầu mới sắt miếng. Sắt miếng xong là cả nhà cho lên nấu món gì cũng được. Luộc cũng lên làm như thế. Xào sốt các kiểu. Cứ làm như thế thì gan sẽ ăn rất là tốt. Mà mỗi một tuần ấy, thường là mỗi một tuần ăn 2 bữa gan rất là tốt. Gan lợn. Nó rất là nhiều chất sắt. Bồi bổ cho cơ thể chứ không phải là như các cụ người xưa nói, thương con cho ăn tiết mà giết con cho ăn gan. Nhưng không phải như thế. Cứ tụ tình của con phải con ăn gan hay sai mà nó đâu phải đâu, khoa học, khoa học và các bác sĩ nói là như thế, rất là tốt chứ không phải là không tốt cho cơ thể, nhưng mà phải là biết làm đấy. Trong này bị hỏng một nguồn canh lỗi, tại sao nó lại bị nấu canh khác. Đây cả nhà này, lòng này thì ăn cũng rất là tốt mà cũng bởi vì cái lòng này rất nhiều chất béo, gọi là cholesterol à, hay cái gì đấy, nó như thế. Thì khi mà những người ăn nhiều quá mức ấy, thì sẽ gây ra những cái chứng gọi là chân tay bị bút, đó cũng rất là nguy hiểm. Rất là tốt nhưng mà cũng rất là
nguy hiểm. Nó có hai khía cạnh. Ăn cái gì cũng thế, nó sẽ phải là điều hòa, chứ không thể nào mà cứ thấy ngon là ăn suốt ngày được. Ngày xưa ấy, lợn không có cám nhiều, không ăn cám nhiều ấy, mà ăn chỉ có rau thôi, thì những cái món mình nấu ấy, không ăn cám chẳng, không ăn cám nó chặn ấy, nó bột ngô ấy, bột ngô với cả rau nhé, thì ăn những cái nòng này rất là tốt. Và xem toàn nấu cám ngạnh, các loại rau. Như bây giờ là tại nuôi tôm, cho nên là mình cũng hạn chế ăn. Nhưng mà lâu lâu thì cũng phải làm bữa thôi cả nhà, đúng không em? Dạ. Lâu lâu cũng phải làm bữa chứ không thể nào không được. Mà ăn phải ăn hai miếng liền nó mới ngon. Một miếng nó không đậy, ăn nó phải giòn tan trong miệng, nó lại còn ngọt nữa. Đúng sản phẩm của anh. Mua đi. Các bác uống rượu được ấy, uống bia uống rượu được thì món này quá ngon luôn. Anh Mỹ thích ăn món này. Vâng rồi, mua về tự làm thì nó mới ngon. Bác mình đang lubu thu su à? Là ta sao của quần? Chưa biết là hôm nào bị cắt tóc được. Giãn cách ra Hậu bây giờ mở quán ra cắt cũng nặng mất tiền. Anh mất 2 triệu, em mất 2 triệu mà em còn bị phạt 40 triệu rồi. Mở quán còi đặc ruột đấy, đó, không là đặc ruột. Ngày xưa thì rất hay có những cái lợn này, bởi vì là cho ăn cám nấu ấy, ăn rau ấy thôi thì có. Nhưng bây giờ bị ăn cám đã là nó bị dẫm ruột. Anh với chị Thủy đi ăn cháo ăn nán, gọi thêm một đĩa này, gọi thêm một đĩa rau sống, ăn ngon lắm. Hôm nào cũng một bát cháo, một nồi cháo đấy, cái nồi cháo nhỏ nhỏ trong cái âu ấy. Chất gì lên nữa hả? Nó đỏ đỏ nữa hả? Sao mà xem? Nhưng mà nếu không bôi thì chắc chắn là bị nhỉ? Bôi nó xong bôi đi. Nó sun hết lại em mà. Em nhìn thấy nó sun hết mấy không? Cứ giống như là nó kiểu chết một lớp da ấy. Đấy, bây giờ anh sờ vào xem. Đây này, bây giờ nó dày rồi, nó co sắp quan sát còn là ừ, đấy, cả đêm qua. Mà chắc chỗ này chắc là anh con cơ. Anh chỉ ăn một thức ăn. Trang biết ăn tìm giới à? Không có, vẫn ăn mà. Phải tôm ăn tôm như thế nào? Phải tôm ăn làm như